Bộ Tài chính đề xuất mua bán nhà đất phải thanh toán qua ngân hàng. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị tăng hình phạt đối với tín dụng đen. Mỹ miễn thuế nhập khẩu pin mặt trời cho bốn quốc gia Đông Nam Á. Xin kính chào quý vị, quý vị đang đến với bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Vừa rồi là một số tin tức đáng lưu ý sẽ được chuyển đến quý vị trong những phút sắp tới. Bây giờ là phần nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Tài chính kiến nghị bổ sung quy định chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng để kiểm soát giao dịch quản lý thuế. Đây là một trong các giải pháp Bộ Tài chính đề xuất với các cấp có thẩm quyền để quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản hiệu quả trong thời gian tới. Về thực hiện giao dịch qua ngân hàng, theo Bộ Tài chính giúp minh bạch kiểm soát giao dịch của các ngành, phục vụ quản lý giao dịch tài sản bất động sản và quản lý thuế nói riêng. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đã có xu hướng tăng mạnh gần đây. Cụ thể, số thu từ hoạt động này năm 2021 và khoảng 21.000 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm liền trước. Số thu tiếp tục tăng mạnh trong năm tháng đầu năm nay, ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, tính riêng năm tháng đầu năm nay, số thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tăng rộng 6.600 tỷ đồng. Thưa quý vị, cũng theo Bộ Tài chính, từ năm 2018 đến hết tháng 4 năm 2022, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới đã kê khai và nộp cho cơ quan thuế Việt Nam 5.111 tỷ đồng. Trong đó, Facebook, Google, Microsoft đã nộp hơn 4.500 tỷ đồng tiền thuế. Bộ này cũng cho biết, thông qua xử lý vi phạm, số thu thuế đối với các tổ chức cá nhân Việt Nam có thu nhập từ cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử chống thất thu đến nay đã đạt 735 tỷ đồng, trong đó riêng 4 tháng đầu năm, số thu từ hoạt động này là 176 tỷ đồng. Theo thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, sau thời gian dài đàm phán kỹ thuật, trái vải tươi Việt Nam được chính phủ Nhật Bản chính thức mở cửa cho phép nhập khẩu kể từ cuối năm 2019. Trong hai mùa vụ 2020 và 2021, trái vải tươi Việt Nam đã thâm nhập vào thị trường Nhật Bản rất thành công với lượng nhập khẩu năm đầu tiên đạt khoảng 40 tấn và tăng cao trong năm tiếp theo đạt khoảng 300 đến 400 tấn. Các doanh nghiệp nhập khẩu Nhật Bản cũng đã làm việc từ sớm với các công ty xuất khẩu của Việt Nam về kế hoạch đưa trái vải tươi Việt Nam vào thị trường này. Thưa quý vị, phát triển cửa khẩu số được tỉnh Lạng Sơn xác định là một trong năm trụ cột trong chuyển đổi số. Tại hai cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, nền tảng cửa khẩu số đang được ứng dụng thí điểm cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đang từng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu, ghi nhận của phóng viên. Sau một thời gian thử nghiệm từ giữa tháng 2 vừa qua, tỉnh Lạng Sơn đã chính thức vận hành thí điểm nền tảng cửa khẩu số. Với nền tảng này, các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu, đặc biệt là hải quan và biên phòng sẽ linh hoạt trong kiểm tra, đối chiếu, truy chấn, hồi đáp doanh nghiệp và thương nhân đã khai báo từ xa từ sớm, qua đó kịp thời hỗ trợ việc thông quan được nhanh chóng và thuận lợi. Chỉ cuộc cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tích cực đẩy mạnh cái ứng dụng uh, cửa khẩu số để vào hoạt động xuất khẩu à, qua cửa khẩu. thì Tuy nhiên, thời gian đầu mới thực hiện thì cũng còn có một số vướng mắc. Chỉ cục cũng chủ động, à, tích cực cùng với các cái lực lượng à, chức năng sẽ tìm mọi các biện pháp để tháo gỡ, tạo thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu. Sử dụng nền tảng cửa khẩu số, doanh nghiệp, thương nhân sẽ không cần đến tận nơi để kê khai xuất nhập khẩu mà chỉ cần khai báo. Thời gian thực hiện chỉ mất khoảng từ 2 cho đến 5 phút là có thể hoàn thành việc khai báo thông tin. Dù còn phát sinh một số vướng mắt, song hầu hết doanh nghiệp đều đồng tình áp dụng. Cửa khẩu số thì sẽ được tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai nhanh chóng hơn ạ, giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ hơn ạ. Trước khi có nền tảng cửa khẩu số đưa vào thực hiện trên toàn thể toàn toàn tỉnh tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn thì cái việc công tác kiểm tra kiểm soát đăng ký có lúc còn thủ công khi có nền tảng số thì đồng bộ là các lực lượng ở trên cửa khẩu là thực hiện đồng bộ theo trên nền hàng cửa khẩu số dẫn đến cái việc là thông quan hàng hóa cũng như là việc phối hợp giữa các lực lượng để kiểm tra về phương tiện con người đảm bảo được thuận lợi trong quá trình thông quan hàng hóa nâng cao năng lực thông quan hàng hóa ở trong tỉnh. Ước tính hiện nay tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh có khoảng trên 2.000 doanh nghiệp hoạt động, từ khi triển khai nền tảng cửa khẩu số đến nay, các doanh nghiệp đã hoàn thành khai báo thông tin trực tuyến cho khoảng 30.000 phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Sau khi ứng dụng nền tảng cửa khẩu số, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục xây dựng quy trình tự động quá cửa khẩu, giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp thương nhân, đồng thời áp dụng AI, Big Data, Cloud, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối chia sẻ dữ liệu qua trục liên thông, tiến tới hình thành chuỗi cửa khẩu thông minh hiện đại. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi và cướp tài sản. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với công an huyện Châu Thành bắt quả tang năm đối tượng đang có hành vi đe dọa sử dụng chủ lực để chiếm đoạt tài sản và cho dây nặng lãi với bà Quỳnh Thị Quyền Trân, 31 tuổi, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành. Tăng vật thu giữ gồm tiền mặt hơn 64 triệu đồng, 19 quyển sổ sao chép hoạt động cho dây tiền lãi nặng, 5 xe mô tô, 5 điện thoại di động, một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều giấy tờ ghi nợ của những người vay tiền. Quá trình điều tra ban đầu xác định khoảng giữa năm 2021, đối tượng Bùi Thị Thủy Tiên có cho nhiều người trên địa bàn huyện Châu Thành dây tiền với lãi suất cao. Khi người dây không có khả năng trả tiền, các đối tượng sẽ điện thoại nhắn tin đe dọa, gây áp lực và khống chế người dây phải giết giấy sang nhượng các tài sản có giá trị như xe mô tô, nhà đất. Tính đến thời điểm bị bắt, đối tượng Tiên đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng, dù việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Công an về 3 năm thực hiện chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Theo đó, từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 đến ngày 14 tháng 4 năm 2022, toàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận phát hiện 381 vụ việc có liên quan đến tính dụng đen, đã khởi tố 112 vụ, 268 bị can, 1.316 lượt đổ chất bẩn, chất thải xác định có mâu thuẫn, bắt nguồn từ hoạt động cho dây lãi nặng. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, việc ban hành chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ là một quyết định kịp thời, đúng đắn, thể hiện quyết tâm của chính phủ nhằm giải quyết tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen để chỉ đạo tập trung cao độ, quyết liệt và toàn diện. Qua 3 năm thực hiện chỉ thị 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Bộ Công an kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung quy định của điều 201 Bộ luật hình sự theo hướng tăng hình phạt đối với hành vi cho vay nặng lãi, vốn là hành vi gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Cụm tin vắn về giá cả một số mặt hàng sẽ tiếp tục ngay sau đây. Sầu riêng hiện rất giá một nửa so với đầu vụ. Chỉ trong vòng một tháng, giá sầu riêng tại Hà Nội đã rớt từ 100 đến 150 000 đồng 1 kg xuống còn 55 đến 65 000 đồng 1 kg. Giá sầu riêng ri 6 tại vườn được các thương lái thu mua chỉ 32 000 đồng 1 kg, thấp hơn mỗi năm. Tôm hùm xanh đang ở mức giá rẻ nhất trong vòng 2 năm lại đây, thấp nhất chỉ 580.000 đồng 1 kg nên nhiều người khá bất ngờ khi biết rằng tôm hùm có giá đó. Bởi tôm hùm là loại hải sản có giá thành đắt đỏ, giá thường khoảng hơn 1 triệu đồng 1 kg. Mức giá của tôm hùm hiện nay còn rẻ hơn cả tôm sú cùng kích cỡ. Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện lượng hành khách và sản lượng hàng hóa tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng 904,6%, khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng 52,6%. Thưa quý vị, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định miễn thuế đối với các tấm pin mặt trời nhập khẩu từ 4 quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, trong thời gian 2 năm nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng sạch trong nước nhà trắng cho biết quyết định miễn thuế mới sẽ áp dụng đối với các tấm pin mặt trời được nhập khẩu từ campuchia malaysia thái lan và việt nam đây được coi là động thái nhằm đối phó với những lo ngại về việc đóng băng các dự án năng lượng mặt trời trên toàn quốc cũng như khả năng ảnh hưởng tới các kế hoạch của chính quyền mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu với ý quyết định này mỹ có thể đảm bảo đủ nguồn cung các bộ phận để đáp ứng nhu cầu phát điện trong khi sản xuất điện mặt trời trong nước tăng lên Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng kích hoạt đạo luật sản xuất quốc phòng để thúc đẩy và mở rộng sản xuất pin mặt trời và các sản phẩm công nghệ năng lượng sạch trong nước. Nhà Trắng nhấn mạnh, các công nghệ năng lượng sạch hiện nay đóng góp một phần quan trọng trong việc giảm chi phí năng lượng cho các gia đình, giảm rủi ro cho nguồn cung cấp điện ở Mỹ. Thưa quý vị, trong 3 tháng đầu năm nay, ngành du lịch thế giới đã phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khủng hoảng trầm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó, châu Âu ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ nhất nhờ việc sớm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Báo cáo công bố hôm qua của Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, UNWTO cho biết, trong quý đầu vừa qua, toàn cầu ghi nhận 117 triệu lượt du khách quốc tế, tăng gấp 3 lần so với mức 41 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái, song vẫn thấp hơn 61% so với thời điểm đại dịch Covid-19 chưa bùng phát. Cũng theo báo cáo trên, trong 3 tháng đầu năm, châu Âu đón số lượng du khách quốc tế tăng gần 4 lần so với đầu năm 2021, tiếp sau đó là châu Mỹ với lượng du khách quốc tế tăng 117% và Trung Đông tăng 132%. UNWTO dự báo ngành du lịch thế giới sẽ duy trì đạt phục hồi trong cả năm 2022 khi có nhiều nước tiếp tục nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế phòng dịch. Tuy nhiên, UNWTO vẫn thận trọng khi đánh giá triển vọng của ngành này trong những tháng tới do lo ngại chi phí du lịch chịu tác động của giá năng lượng và hàng quá tăng cao ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của ngành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.